Xin chào các bạn, trong video này hãy cùng chúng mình chứng kiến trận so tài giữa Lục Quan Vương và bà huỳnh đệ Thạch Hậu để xem kết quả sẽ như thế nào. Mở đầu tập phim, chúng ta được tiết lộ về lai lịch của Lục Quan Vương, hóa ra hắn ta cũng có huyết mạch tội huyết. Mẫu thân là xuất thân từ thần giới, còn phụ thân là người hạ giới. Sự thật này làm cho hắn vô cùng bất ngờ. Từ nhỏ, hắn đã được các đại giáo bồi dưỡng, đã coi việc trấn áp tội huyết là nhiệm vụ của đời mình. Giờ nghe được sự thật này, làm sao có thể chấp nhận nổi? Hắn không chịu thừa nhận mình có tội, người có tội chính là đám người Thạch Hậu. Thế là hắn quyết định tự mình đến tiêu diệt bọn họ. Bây giờ đã không còn ai ngăn cản nữa, Thạch Hậu muốn tiếp tục trận quyết đấu với Thạch Nghị. Thạch Nghị cũng muốn bồi tiếp đến cùng. Nhưng còn chưa kịp để cho hai người họ có trận quyết đấu, thì một cỗ sức mạnh đã giáng xuống. Hung thủ làm chuyện đó chính là Lục Quan Vương. Hắn tạo ra một vùng không gian riêng biệt, đồng thời đưa ba người vào bên trong. Lời đầu tiên sau khi xuất hiện là tuyên bố sẽ tiêu diệt ba anh em Thạch Hậu. Tần Hậu nhanh chóng đối đáp, đừng nói là linh thân, cho dù là chân thân thì cũng chảm. Hắn ta nghe vậy liền muốn ở ngay trước mặt ngàn vạn tù sĩ nơi này làm một trận quyết đấu xem bên nào sẽ bị chảm trước. Đám cường giả bên ngoài nhìn thấy Lục Quan Vương đích thân đến động thủ liền vui mừng. Bọn họ cho rằng ba người Thạch Hậu lần này hết đường trốn rồi, bị chảm là cái chắc. Lục Quan Vương bạo phát sức mạnh, ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ, định đè bẹp ba người. Ba người Thạch Hậu nhanh chóng tránh né. Tần Hậu bạo phát sức mạnh tấn công ngược lại, nhưng không làm gì được kẻ địch. Hắn ta còn phản công kịch liệt hơn. Năm đấm bóp mạnh một cái tạo ra một vụ nổ khủng khiếp chấn động cả hành tinh. Dư chấn sắc bén lan ra xung quanh, Tần Hậu vô tình bị trúng chiêu và bị kình khí cắt bị thương. Lục Quan Vương thấy vậy liền lên tiếng khinh thường. Đường đường là người sở hữu hai khối chí tồn cốt, vậy mà chiến lược lại yếu đến thế. Hắn thấy đáng tiếc vì tạo hóa thông thiên lại lãng phí trên người Tần Hậu. Hắn nhanh chóng cắt một vết ở lòng bàn tay để lấy một giọt tinh huyết nhằm kích phát pháp bảo rồi dịch chuyển Thạch Hậu sang một bên không gian khác. Sau đó lại phân ra thêm một cái linh thần nữa để chiến đấu với cậu ta. Ở phía còn lại, Thạch Nghị và Tần Hậu cùng nhau đối mặt với chân thần Lục Quan Vương. Tần Hậu xông lên tấn công phủ đầu, Lục Quan Vương thản nhiên tránh né, dáng vẻ cực kỳ thong dong. Hắn sử dụng ra món bảo vật là chuỗi hạt vòng tay. Năm xưa, hắn từng giết chết 6 cường giả sơ đại mạnh nhất. Góp lại thành chuỗi hạt này, nó huyễn hóa ra thành 6 con hùng thú. Nếu Thạch Nghị không đánh bại 6 tên sơ đại kia, thì bản thân sẽ trở thành người thứ 7 chết dưới tay hắn. Tần Hậu thì vẫn liên tục tung nắm đấm về phía kẻ địch. Tiếc rằng thực lực của kẻ này lại quá khủng khiếp. Hắn thẳng thắn cho biết mục đích đang hướng tới chính là đoạt đi khối tiền cốt trong ngực Tần Hậu. Dứt lời liền ngưng tụ ra nhiều sợi xích. Chỉ với một lần phản công, Tần Hậu đã bị khống chế ngay tại chỗ. Sợi xích này vừa có thể trói buộc nhục thần, vừa giam cầm nguyên thần. Tần Hậu giờ đây đã giống như cá nằm trên thớt. Hắn ta chậm rãi tiến lại gần, rồi rút nguyên thần ra khỏi cơ thể Tần Hậu. Một khi nguyên thần bị phá hủy, người đó sẽ mất đi tính mạng. Ở nơi khác, Thạch Hậu cũng bị trói buộc giống như người đệ đệ của mình. Nhưng mà cậu lại nhanh chóng khôi phục lại ý thức rồi sử dụng sấm sét phá tan trói buộc. Kế tiếp là rút ra trường thương tấn công phủ đầu. Lục Quan Vương chỉ cần dùng một cánh tay đã ngăn cản được đòn tấn công, đồng thời còn tự tin cho rằng dù chỉ sử dụng linh thân để chiến đấu với cậu cũng dư sức, bởi vì hắn đã sống quá lâu rồi. Với sự tích lũy xuyên suốt 6 đời thì cậu làm sao mà so sánh được. Thạch Hậu phản bác, cái linh thân trước đó cũng tích lũy như vậy. Bây giờ thì đã hóa thành một bãi máu đen rồi. Nếu như hắn định chơi bài chia tách ba người để tiêu diệt từng người một thì cũng quá coi thường Thạch Nghị và Tần Hậu rồi. Lục Quan Vương lập tức cho cậu phải suy nghĩ lại lời vừa rồi. Thạch Hậu đang bay đến tấn công thì lồng ngực bị đau nhói. Hóa ra là chân thân của hắn đang móc lấy tiền cốt của Tần Hậu. Khối tiền cốt này năm xưa Thạch Hậu đã đưa cho Tần Hậu. Vì có cộng hưởng nên phải chịu đựng đau đớn theo. Trong lúc này, Thạch Nghị cũng đang chật vật đánh nhau với mấy tên hùng thú. Thấy Tần Hậu gặp nguy hiểm, Thạch Nghị vội lao đến giải cứu. Tuy nhiên, ý định này lại nằm trong tính toán của Lục Quan Vương. Hắn ta đã sằng bẫy, sử dụng ra sợi xích khống chế Thạch Nghị, rồi lại tiến hành rút nguyên thần ra khỏi cơ thể. Tần Hậu không mình thoát khỏi khống chế rồi lao đến tấn công, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị kẻ địch truyền tống đến một không gian khác. Đến đây thì ba anh em chính thức bị tách nhau ra mỗi người một nơi. Chuyện kế tiếp mà kẻ phản diện làm đó là giải thích kế hoạch của mình cho mọi người. Vốn dĩ hắn định lấy tiền cốt của Tần Hậu, nhưng vừa rồi lại phát hiện Thạch Nghị cũng có một khối chí tồn cốt nên đã chuyển đổi mục tiêu, đồng thời còn muốn để cho Thạch Hậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng hắn móc đi chí tồn cốt.
Sau khi đã lấy xong, Lục Quan Vương còn muốn cướp luôn Trùng Đồng. Nếu có thêm những bảo vật này, hắn ta sẽ trở thành người có sức mạnh vô địch thiên hạ. Tiếc rằng ý đồ này lại không thành công. Thạch Hạo bộc phát sức mạnh. Vì có sự cộng hưởng với Chí Tôn Cốt nên sức mạnh từ cậu chuyển hóa được lên người Tần Hạo và Thạch Nghị. Cũng nhờ vậy mà hai người họ đã thoát khỏi khống chế, phản công ngược lại. Chuyện kế tiếp là phá hủy không gian để hội họp với nhau. Lục Quan Vương thấy vậy vẫn không chút e ngại. Sau vài lời đối đáp và bày tỏ ý định sẽ tiễn đối thủ xuống địa ngục, thì hai bên cũng động thủ. Lục Quan Vương triệu hoán ra nhiều sợi xích định khống chế cả ba người lại. Dù Thạch Nghị và Tần Hạo đã dùng đến sức mạnh của Trùng Đồng và Tiền Cốt để ngăn cản, nhưng vẫn không thể đánh lại được. Sợi xích như thế chẻ tre xông lên bao vây Thạch Hạo. Thạch Hạo tự tin cho biết, sau khi mình thành thần đã lĩnh ngộ được lôi pháp càng thêm thâm sâu, hôm nay sẽ dùng hắn để thử uy lực. Cậu giơ tay điều động sấm sét, rồi giáng xuống một kích khủng khiếp xuống người kẻ địch. Nếu là người khác thì có lẽ đã mất mạng rồi. Vậy nhưng Lục Quan Vương lại chỉ bị một chút thương tích. Đến bây giờ hắn mới cảm thấy Thạch Hạo là đối thủ đáng gờm, là sơ đại mạnh nhất của thời đại này cần phải diệt trừ. Hắn quyết định sẽ dùng toàn lực, điều động lực lượng từ chuỗi vòng tay, sức mạnh ngưng tụ thành một con rồng bảy đầu. Chiêu này chính là thiên phú thần thuật của hắn, chưa từng có ai còn sống sót sau khi trúng chiêu. Đầu rồng há miệng phóng ra một luồng công kích khủng khiếp. Ba anh em Thạch Hạo cũng dốc toàn lực ngăn cản. Chiêu thức hai bên giằng co kịch liệt, những cái đầu rồng khác nhanh chóng phóng ra sức mạnh. Bị áp đảo về số lượng lẫn chất lượng, đòn công kích của ba người đã bị phá hủy. Sau đó bị cỗ sức mạnh đánh thẳng lên người, cơ thể lún xuống mặt đất. Tuy là cùng cảnh giới, nhưng Lục Quan Vương lại có chiến lực quá khủng khiếp. Kèo đấu 3-1 đã chật vật như vậy rồi. Nếu là chiến đấu đơn lẻ, e rằng Thạch Hạo cũng sẽ phải ngã xuống. Những người khác thì càng không cần phải nói đến. Sau khi bị ăn một đòn ngập mồm, ba người đã bị một chút thương tích. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, Thạch Hạo mặc lên người bộ chiến giáp. Cả ba người chậm rãi tiến lên đối mặt với 7 cái đầu rồng. Sau đó cùng nhau lấy ra vũ khí và tuyên bố rằng có bọn họ ở đây tuyệt đối sẽ không tha cho hắn ta làm bừa. Lời thách thức này khiến Lục Quan Vương càng thêm tức giận, đúng là ngoan cố mà. Hắn điều khiển đầu rồng tấn công, nhóm người Thạch Hạo cũng lao đến đánh trực diện. Dưới sự hợp sức vây công, từng cái đầu rồng lần lượt bị chém rụng. Không còn gì ngăn cản nữa, Thạch Hạo trực tiếp cầm kiếm lao lên tấn công. Hắn ta cũng rút kiếm ngăn cản, chỉ cần dùng vài chiêu đã đẩy lui được nam chính. Tuy nhiên đối thủ của hắn ta không chỉ có một, Tần Hạo và Thạch Nghị cùng nhau tung chiêu tấn công phủ đầu. Lục Quan Vương không kịp ngăn cản, kết quả là bị đánh cho một trận. Thạch Hạo sử dụng ra luân hồi bảo thuật, ngưng tụ ra một trận hình khổng lồ, vô cùng hoành tráng. Hai người còn lại nhanh chóng dung hợp sức mạnh vào trong trận hình tạo thành một chiêu thức dung hợp vô cùng khủng khiếp. Cậu tuyên bố hôm nay chạm hắn chính là khởi đầu để rửa sạch oán khuất cho tội huyết. Lục Quan Vương thì sử dụng tinh huyết để tạo ra một vũng máu khổng lồ, liên tục lan tỏa ra xung quanh. Sau khi ngưng tụ xong sức mạnh, Thạch Hạo phóng trường lực về phía kẻ địch. Công kích mang theo sấm sét cuồn cuộn uy lực, sức mạnh của nó dễ dàng phá hủy mọi thứ. Vũng máu bị phá hủy, điều này làm cho Lục Quan Vương bị trọng thương nặng. Còn chưa kịp để cho hắn ta khôi phục lại tinh thần thì Thạch Hạo đã cầm kiếm lao lên chém. Hắn ta vội vàng sử dụng pháp bảo ngưng tụ ra một cái kết giới. Thạch Hạo gia tăng sức mạnh, phá hủy kết giới và tặng cho kẻ địch một chém vào người. Đến đây thì trận chiến đã có kết quả. Lục Quan Vương bị thương thảm trọng. Dù là vậy thì hắn vẫn có thể mở ra một cánh cổng không gian để chạy trốn. Trước khi trốn thoát còn tuyên bố rằng sẽ báo thù. Thạch Hạo cũng tuyên bố sau này gặp lại nhất định sẽ không tha cho hắn. Ba anh em Thạch Hạo nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Điều này làm cho các đại cổ sáu mặt mày xám xịt. Bọn họ càng quyết tâm phải chém dụng đám người Thạch Hạo. Nếu không thì sau này người bị chém chính là các đại cổ giáo. Ngược lại với sự lo lắng đó, cha mẹ của cậu lại cực kỳ vui mừng. Sau khi mọi thứ đã ổn định lại, Thạch Hạo đứng lên cao nhìn xuống đám người tội huyết để tuyên bố đứng lên phản kháng. Có sự dẫn dắt này, tất cả mọi người đều đồng loạt hô hào theo lời kêu gọi. Xem tới đây thì tập phim cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!